Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là anh Minh Kha đây. Tiếp tục là một câu hỏi nữa mình vừa mới nhận được ngày hôm qua đây thôi. Đó chính là đến từ bạn Nam Nguyễn với nội dung như sau. Dạo này thấy làm K40 Gaming nhiều thế, đẩy hàng tồn à. Khiên K40 Gaming nhiều hơn K40 thì chắc chắn là thế rồi. Cũng có phần nào đó là hợp lý. Điện thoại hay có hàng thì họ mới bảo là mình làm video về con này, nghĩ về content về điện thoại này chứ đúng không nào? Redmi K40 Gaming. Đây. Đó, mình đã có cả hai con luôn, một là Redmi K40 và một là Redmi K40 Gaming. Cả hai con này thì cũng đã đều được mình sử dụng qua hết rồi. Điển hình như K40 là mình sử dụng lâu nhất này. Con này thì tầm có 1 tháng, 1 tháng rưỡi gì đó thôi. Còn con này lên đến là khoảng đến bây giờ cũng gọi là 5 6 tháng rồi. Đấy, con này từ hồi nó mới ra mắt là mình đã mua luôn rồi. Đó. Thì với cái chiếc Redmi K40 này, mình đánh giá nó thấp hơn cái chiếc Redmi K40 Gaming ấy, là tại vì nó thấp hơn thật, nó thấp hơn nhiều yếu tố. Còn nhiều bạn mà bảo rằng là nghĩ rằng là K40 Gaming nó kém hơn con K40 này, thì mình nghĩ rằng là chắc chắn các bạn chỉ dựa vào con chip để đánh giá thôi. Chắc chắn các bạn nghĩ rằng là Dimensity 1200 là nó sẽ tệ hơn xoài Snapdragon 870. Điều đó thì mình cũng không phải cố gắng lấp la lấp liếm hay là chối cãi gì cả. Tất nhiên Snapdragon 870 nó sẽ hơn con Redmi K40 Gaming. Tuy nhiên thì xét về nhiều yếu tố khác thì sao? Xét về nhiều yếu tố khác các bạn nhé. Con này nó có cho chúng ta là một chất liệu là gì? Khung viền đã là kim loại, mặt lưng là hai mặt trước sau đều là kính. Con này là khung viền nhựa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai về phần màn hình. Con Redmi K40 Gaming này nó sẽ có cho chúng ta là một cái màn hình có màu sắc tươi hơn. Nó có thể hiển thị lên tới là 1 tỷ màu. Thông số thì gần như chả có gì khác biệt cả. Chỉ là con này OLED, còn con này là AMOLED E4 của Samsung thôi. Nhưng mà thật sự mà nói, cái màu sắc trên cái chiếc Redmi K40 Gaming này nó sẽ tươi và nó nịnh mắt hơn. Độ sáng thì xem nhau, không có sự khác biệt quá nhiều. Đó. Thì mình sẽ cũng đánh giá cao cái phần màn hình của chiếc Redmi K40 Gaming này hơn. Vào cái thời điểm đầu ấy, con này có hỗ trợ HDR các bạn nhé. Tuy nhiên thì Redmi K40 Gaming khi mà test với lại Redmi K40 những video mà có cái tính năng HDR ấy, thì nó không bật được. Đó là do phần mềm chứ không phải là phần cứng các bạn nhé. Phần cứng nó vẫn hỗ trợ. Thì đến bây giờ nó đã có thể là xem hoàn toàn bình thường với cái định dạng HDR rồi. Đó, cho nên là không có gì chê về cái phần màn hình của con Redmi K40 Gaming này cả. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba ấy, đó chính là những thứ đi kèm như là cụm phím trigger vật lý ở đây. Kể cả bây giờ một cái chiếc máy gaming như là LG Phone 5S 21 triệu nó cũng không có được. Và cái cụm phím trigger vật lý này nó sẽ giúp cho chúng ta có một trải nghiệm chơi game rất tốt. Điều mà Redmi K40 không thể nào làm được. Điểm thứ tư đó chính là về phần camera. Rất là ngạc nhiên khi mà con này nó có tên là K40 Gaming nhưng mà nó lại cho ra khả năng chụp ảnh tốt hơn so với lại cái chiếc Redmi K40 mình cũng đã có làm video so sánh trước đây rồi. Các bạn có thể thấy rõ chất lượng và điển hình như là cái tính năng chụp đêm của nó. K40 nó kém hẳn luôn và con này gần như bây giờ mình không dám sử dụng nó để chụp hình các bạn à. Nó bị ngại, không dám sử dụng nó để chụp hình nữa. Đó, thật sự là như thế. Nên là không chỉ về mặt thông số nó hơn đâu mà nó còn có cái chất lượng hơn nữa về cái khoản chụp ảnh. Đi kèm với đó thì pin con này nó lên tới 5000 và có sạc là 67W chứ không phải là 4500 và 33W như là trên cái chiếc Redmi K40 này. Chắc chắn là thời gian sử dụng pin nó cũng sẽ trâu hơn và sạc nhanh hơn. Điều này là chắc chắn. Bây giờ mình dựa vào thông số để mình nói luôn. Đấy. Thì rõ ràng con này nó sẽ gần như là nó hơn tắt, nó chỉ thua mỗi con chip Dimensity thôi. Cái này mình không chối cãi, mình không lấp liếm. Cơ bản nó là như thế các bạn à. Đấy. Thì các bạn lựa chọn tùy vào cái nhu cầu của mình. Các bạn cầm một cái chiếc máy nó cân bằng nhất. Hiệu năng thì cũng không kém nhiều đâu các bạn nhé. Nó kém nhưng mà không kém nhiều. Gần như là cái sự chê lệ này các bạn không thể nào nhận thấy được. Các bạn chỉ nhận thấy khi mà các bạn biết tên con chip thôi. Đó, đấy là kiểu nó gọi là tiềm thức suy nghĩ, gọi là định kiến của mỗi người rồi. Đó, thiết kế con này cũng chắc chắn cũng sẽ đẹp hơn con K40. Mặt lưng này, cái thứ này, camera cái thứ này. Đấy, chắc chắn nó sẽ đẹp hơn K40. Đấy, cho nên là về mặt tổng thể thì bây giờ mình nghĩ rằng là nếu như mà trong cùng một tầm tiền ấy, mình đã lỡ mua cái chiếc Redmi K40 này, sau đó là vài tháng thì cái chiếc Redmi K40 Gaming này nó mới ra mắt, nên thành ra là không thể nào mà chốt được. Chứ nếu mà cân đo đong đếm mà nói thì Redmi K40 Gaming nó sẽ toàn diện hơn sau lại Redmi K40. Và các bạn có thắc mắc gì thì xin hãy để lại câu hỏi của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Mình sẽ đọc hết và ưu tiên những câu hỏi mà được nhiều người quan tâm. Mình sẽ làm một video riêng để chia sẻ như thế này. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.